muộn đấy. Còn đây là cái dừa cạnh các bạn. Bão hoa lên. Đây là cây tre các bạn nhé. Đây là cây tre này. Cây tre này mình sẽ buộc lên các bạn. Cô rửa sang đi vay tiền em mà em đang ngủ. Đây là mượn quả đào. Hết cái đạn đi chợ rồi. Anh Quang gọi chuyển khoản cho em rồi, hỏi đi chợ đang ngủ.